Là tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đơn bên cáo tỉnh Tổ quốc. Hôm nay tập 1 clip gồm một lô càng câu nha anh em. Thì lô càng câu này sẽ là một lô càng cắm gốc và hàng hai khúc. Thì những hàng hai khúc này là những cây càng hàng cứng nha mọi người. Đó, chuyên về cho anh em câu đáy, câu máy điện. Những cây bên đây những cây dích biển và một vài cây càng một khúc. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không nhấn clip lên đó thì anh em cứ gọi shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Thứ nhất là những người là một cây cần của hãng Suyumi. Thì cây này còn tuổi nhá, cây này còn tuổi. Thì cây này sẽ là một cây cần Suyumi. Cây này một cây hàng nội. Cây này một cây hàng của Hàn Quốc xuất nhật nha mọi người. Đây, hàng Suyumi. Foil là foil carbon. Foil này foil sáng ít nhá. Phen là phen Fuji, phen dạng phen biển. Cần rất là mới, phen rất là bóng luôn nè. Bát là bát Fuji. Thì cây Suyumi này nó sẽ cứng 200 và dài 2m1 nha mọi người, cứng 200 dài 2m1. Cái này chuẩn về cho anh em câu máy điện, câu đánh bạo lực. Đó. Cứng 200 dài 2m1. Phôi của nó là phôi carbon sẵn hai da nha. Phèn rất là đẹp luôn. Đó. Buồn đó này. Đó. Thì tổng thể cần này thì còn khoảng 95% nha mọi người. Đó, rất là mới. Còn cái túi zin của nó theo cần luôn. Cây Suyumi hàng cũng khá là nổi tiếng. Đó. Càng còn rất là đẹp. Thì cái này cứng 200, dài 2m1, nặng là 390g, đọt 4 ly. Giá công khai cây số 1, giá là 1,5 triệu nha mọi người. Đó. 1,5 triệu cộng ship. Đó. Càng rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người là một cây càng hàng cũng khá nổi tiếng. Đây là một cây hàng của Kenyaki, một cây tay qua. Thì ở đây một cây tay qua Kenyaki đời đầu, cán là cán gỗ nè. Đó. Phen của nó là phen Fuji sứ dạ quang. Đó. Đây. Đó. Cán cũng còn rất là đẹp nha mọi người, cán này cán còn đẹp. Thì tổng thể cần có xuất sắc. Phen nó đây, đó. Phen cũng còn rất là đẹp ha. Bắt đây, bắt tay qua carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn. Cái này cứng 200 dài 21 luôn nhé, cứng 200 và 21 luôn. Chuyên về cho anh em mà câu đáy, câu bạo lực, săn hàng. Phôi carbon sánh rất là ok rồi. Đó, thì cây là cây cần nội địa. Thì cần này nó có xuất sắc đi ti nha mọi người, xuất sắc nhé. Và cái cán gỗ của nó còn rất là đẹp luôn. Đó. Dạng phen biển, phen sứ dầu quang. Đó. Phen cực kỳ chắc, cực cứng. Rất là cứng. Thì cái này nặng là 475g, đọt 4 ly 2, cứng 200, dài 2m1. Giá công khai cái số 2, giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Thì cái số 3 lên cho mọi người là một cây cần phen lá. Đó. Phen lá này thì rất là hiếm có một cây cần mà cứng. Thì cái này cứng 100 nha mọi người, cứng 100, dài 2m3. Thì cán của nó là cán carbon, phen dẹp nè. Đó. Phen là phen lá. Thì phen lá này là phen siết thắt nha mọi người, phen lá là phen siết thắt. Bát tà bát của đây qua bát đầy cao. Phôi đây, phôi sẵn nha. Thì cái đây qua này được sản xuất tại Taiwan. Đó. Đọt của nó là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Tuy nó cứng 100 á nhưng mà đọt cũng khá là nhạy cá nè. Đó. Nó không có quá cứng cũng không quá mềm. Đó. Nó sẽ cứng đều vô trong. Phen xứ xít nha mọi người, phen lá xứ xít. Buông nó đây. Bu nó mới nhật, hình như là nó không giống zin. Cái này là bu chuẩn zin nhưng mà nó bị móp, một phần bị móp này đó. Mà vẫn thấy bình thường đó. Thì cần sao sắp soi cho anh em vậy thôi. Đó. Bu là bu zin, đủ chiều dài luôn. Đó. Phen lá nhá, tất cả phen đều đẹp. Phôi là phôi carbon, hàng của Taiwan xuất nhật. Phôi sẵn nha mọi người, phen lá cần còn khá là đẹp. Đó. Thì cái này cứ 100, dài 2m3, nặng là 270g, đọt 1 ly 8. Giá công khai số 3, giá 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu cái số 3. Đó. Tiếp theo sẽ là cái số 4 nha mọi người. Thì cái số 4 lên cho mọi người là một cây cần mai do rắp. Thì đây một cây cần Majorap hàng cắm gốc. Thì cái này shop thanh lý lại luôn. Vì khi về á nó sẽ
lúc đầu quẹt nó xích vô đây, nó xích cứng ngắt cho đây luôn. Thì sếp đã kêu thợ làm lại rồi, đây nó làm lại cái góc này đó. Phần từ đây lên trên đây là nguyên zin nha mọi người đó. Thì một cây mai do rách cắm gốc, phen của cây này là phen nòng súng nhá, phen nòng súng phôi carbon, bát là bát Fuji nè đó. Xem phen nó đây, phen nó rất là xịn luôn đó. Phen nòng súng phen Fuji đó. Chân xám đỏ xít, phôi sẵn găng gút. Phôi rất là đẹp luôn đó. Buộc chống sẵn thì cái này vẫn cắm vô câu bình thường nhé, nó không giống zin thôi. Bát nó là bát Majorat đây, ngon lành. Thì cái này nặng là 195 gram, đọt 2 ly 2, dài 2m28. Thì cái này nó tải mát là 60 gram nhé, tải mát 60 gram, tải dây bia từ bia số 1 đến bia bia số 1.5 đến bia số 3. Thì giá công khai cây số 4, giá 1,6 triệu nhé. Thì cái này về cho anh em là câu trên bè trên ghe đó, anh thân em đi câu dít dạng dít trụ điện đó, dít nhẹ nhẹ thôi đó, rất là ok ha. Thì giá công khai cây số 4, giá 1,6 triệu mọi người, giá cực kỳ hữu nghị luôn đó. Bộ phen này đây là đủ ăn tiền nha mọi người. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Abu. Thì cái này là cây cần Abu cắm gốc, nhưng mà hàng này là một cây hàng 2m4 nha anh em, dài 2m4 cắm gốc đó. Cán là cán nó sẽ màu hồng thế này. Cái này clip trước cũng đã đăng, giờ đăng lại giá cũng thanh lý luôn đó. Phen của nó là phen xít nha mọi người, phen xít, phen bóm. Thì cái này anh em có thể câu lua cũng được, câu dít cũng được đó. Thì cái này câu lua thì nó tải mồi từ 10 đến 40 gram nha mọi người đó. Tải dây từ 8 đến 20 lb đó. Hàng Abu, hàng cũng khá nổi tiếng. Phen xít, phen nồng, phen xít, phen bóm. Phôi thì còn rất là đẹp rồi, không lỗi. Chỉ có cái khó nhất của nó là cái chiều dài của đọt, nó tương đối dài nên khó vận chuyển, khó đi tới đi lui thôi đó. Cũng còn rất ok. Bu đây đó. Bu mơ chè nha mọi người đó. Bu xích mơ chè, bu cũng còn rất là ok luôn. Thì cây bu này thì nó sẽ nặng là 230 gram, đọt 2 ly 6, dài 2m4, tải mồi từ 10 đến 40 gram, giá công khai cái số 5, giá 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu cái số 5 đó, giá cũng cực kỳ ok. Tiếp theo cái số 6, cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Thì cái một cây cần Ryobi phân xích đây, nhìn từ xa đây đó, rất là đẹp luôn đó. Đây một cây cần dạng cắm gốc lỡ nha mọi người, cắm gốc lỡ phân xích đây, quen nó đây đó. Khỏi che vào đâu được. Bát là bát Pussy, bát Gon. Thì cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, phen là phen Pussy Seed, bu trong sẵn, phôi tổng thể phôi còn rất là đẹp luôn. Cây này cũng dạng chuyên về cho anh em là con dít, mà dít nhẹ nhẹ thôi, dít trụ điện, dít ghe trên bè. Thì cái này nó dài 1m8, nó tải mồi từ 7 đến 40 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb, cái được sản xuất tại Korea, mắt rắc của nó là 3,5 kg nha mọi người đó. Thì cái này nó nặng là 130 gram, đọt 1 ly 7, dài 1m8, giá công khai cây số 6, giá 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cây số 6 đây, tết đọt cho mọi người xem đó. Khá là êm nha mọi người đó. Tiếp theo cây số 7, thì cái số 7 lên cho mọi người một cây cần nội địa. Thì cây là một cây cần của hãng Zenith đó. Cũng là một cây cần cắm gốc lỡ luôn nha mọi người, cũng là một cây cần cắm gốc lỡ luôn. Thì cây này dài là 2m04, phen là phen Fuji Seed nhé.
Pusisic. Tổng thể cần thì cái này nó có xuất sắc li ti nha mọi người, xuất sắc li ti chứ không được gọi là đẹp. Thì bán hàng thì cần thế nào thì bảo cho anh em vậy. Đó. Được cái fan ok, fan ship thấp. Bộ trống sẵn ha. Thể ok hết. Thì cái này nó nặng là 155g, đọt 2 ly, dài 2m04. Thì cái này tải màu từ 7 đến 56g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cây số 7, giá 1,4 triệu nha mọi người. 1,4 triệu cho cây số 7, một cây dạng cắm gốc lỡ. Đó. Đây, test đọt cho mọi người xem. Đó, công hình chữ C luôn nè, đó, thấy không? Đọt cũng khá là nảy. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 8. Thì đây một cây cần Daiko, hàng chuyên về con này con dứt. Thì cây này còn túi luôn nha, nãy giờ quên lấy cái túi này ra. Thì đây một cây cần Daiko, phôi carbon hay da. Đây mọi người, Daiko ha. Hàng nội địa Nhật. Đó. Thì cái dây Daiko này nó sẽ dài là 1m89 nha mọi người, dài 1m89, hàng cắm gốc fan Pusisic, bát là bát Pusi tam quan. Đó. Hàng chuẩn về chất cấu dít, phôi là phôi carbon. Đây. Sẵn cũng rất là đẹp. Fan sheet keo chỉ thì ok chân nha mọi người, hoàn chỉnh nha. Hàng nguyên zin không lỗi. Rất là đẹp. Buộc chống sẵn ha. Buộc xít luôn. Bát tầm bát Pusi tam quan. Thì cái này nó dít mát á, từ 30 đến 80g nha anh em. Đọc ra đây, test cho mọi người xem. Dít mát từ 30 đến 80g, dài là 1m89, đọt 1.8. Thì cái này nó nặng là 209g. Bê nó dứt từ bê số 1 đến bê số 3 nha mọi người. Giá cũng 2 cây số 8, giá là 2,5 triệu nha mọi người, 2,5 triệu cây số 8. Thì cái này anh em có thể câu trên bè, dạng câu dồ đếm cũng được, rất là ok ha. Dạng đa năng đó. Thông số chiều dài cũng rất là chuẩn, phen rất là ok luôn. Giá 2,5 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 9. Thì cái số 9 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Daiko. Thì cái này vẫn còn tuổi luôn nhá, cây còn tuổi zin của nó luôn. Thì giờ cây Daiko này là một cây Daiko dít dài 1m8. Đây. Thì cái này cũng dít từ dít web từ 30 đến 80g. Be của nó line từ be số 1 đến be số 3 nhá. Hàng Daiko nội địa. Thì cái này được cái năm mới, cái kia một tí. Và phen của nó là phen dạng phen bóm nha mọi người, phen bóm Pusi chân đen nè, phen xít cộng cần cũng còn rất là mới luôn, phôi phôi carbon, bát là bát Pusi tem quang, cần rất là đẹp, phen này chuẩn này. Đó. Bảo chuẩn luôn, keo chỉ nguyên zin nha mọi người. Đó. Buộc chống sẵn, càng cũng còn rất là đẹp. Thì cái này đảm bảo với mọi người nó mới chầm khoảng 95%, rất là mới luôn. Phen đây. Đó. Chuẩn phen. Thì cái này nó nặng là 228g, đọt 1.8 và 1m8. Thì cái này tải mồi dít từ 30 đến 80g, tải dây từ be số 1 đến be số 3. Giá cũng 2 cây số 9, giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 là tiếp cho mọi người vẫn là một cây hàng của Daiko, một cây hàng cắm gốc. Thì cái này sẽ dài 2m1 nha, dài 2m1. Fan là fan Pusisic. Fan xít, dạng fan xít chân cao. Bát tầm bát gòn. Càng tổng thể còn rất là đẹp. Đó.
này phèn rất là chuẩn nha, keo ok. Phèn xít đây cũng vậy, rất là đẹp. Đây quá ok luôn, ok cầm góc dứt điện. Thôi anh em có thể câu trên bè trên re, công ngâm rất là ok. Đó, đây, test độ cong cho nó có căng. Thì cái này dài là 2m1, thông số của nó đây, dứt mắt của nó là 70g nha mọi người. Test mắt rắc của nó là 4kg. Thì cái này nó tải từ 10 đến 12 lb nha mọi người, và nó nặng là 238g, đọt 2 ly 4, dài 2m1, giá công khai cái số 10 giá là 2,2 triệu. Tiếp theo cái số 11, cái số 11 là cho mọi người một cây hàng dạng cũng VIP đây. Đó, một cây hàng của hãng Tài Quốc, đúng rồi, một cây hàng của hãng Tài Quốc. Thì cái này dài 2m1, dít mát lua mát của nó là 90g, nhưng mà độ rắc của nó theo nhà sản xuất test đó, là 9kg nha mọi người. Đó, hãng Tài Quốc. Cần này thì đảm bảo với mọi người là ngoại hình tầm khoảng 95%, đó, chỉ thiếu cái túi, cái hộp thôi, rất là đẹp. Poi, sẵn caro, bát tay quốc, bát pussy, sơn ánh kim, rất là xịn sò luôn. Phen là phen đề 3, phen 40 nha mọi người, phen xít nha. Thôi đây, thôi dạng sơn ánh kim rất là đẹp, keo chỉ phen đều rất là ok hết luôn. Buồn đó, chuẩn bài nha mọi người, càng rất là đẹp luôn. Chung thì shop bán shop sau chịu khó soi cận cảnh kỹ cho mọi người đó. Tài Quốc. Thì cái này nó nặng là 245g, đọt 2 ly 3, dài 2m1, lô mát 90g, giá công khai cái số 11 giá là 3 triệu mọi người. Đó, cái này anh em câu trên bè đánh vô đẻ mà khỏi chê. Đó, rất là cứng, phôi nó tương đối cứng. Đó, anh em câu dứt điện, câu ngâm cũng rất là ok luôn. Rồi, giá công khai 11 giá 3 triệu nhé. Tiếp theo cái số 12, thì cái số 12 lên cho mọi người một cây hãng của Zenith mọi người. Cái túi nó đây, túi nó là túi mềm mọi người, túi shop nhé. Túi khá là xịn luôn. Đây một cây hàng của Zenith, một cây hàng chưa qua sử dụng, còn cái miếng ni lông luôn nè. Đó, thì hãng Zenith là một hãng nội địa Nhật nha mọi người, hãng khá đẳng cấp á. Đây Mercedes-Benz. Thì cây này nó có để là nó để phôi là phôi titan, cái gì sợ titan tôi lắm chân nè. Đó, được đang từ sợ titan vậy nè. Đó, càng rất là xịn luôn. Ác một cái là cây này một khúc nha anh em, nó đang xéo xéo trong đây đây. Đó, cây là một cây cần một khúc nhé, cần một khúc hãng Zenith, cần khá là xịn. Bát Fuji tam quang, phen là phen xít. Đó, rất là ok luôn. Đó, rất là mới, cần chưa sử dụng nha mọi người. Đây, còn nó đang ánh kim. Đó, mua ra đây, mua ship nhé. Thì cây này thì thông số của nó sẽ là dài là 1m68, nặng là 272g, đọt 2 ly 5. Thì cái này nó dít mát từ 56g đến 112g nhé. Tải dây bè từ bè số 2 đến bè số 4, giá công khai cái số 12 giá là 4 triệu nha mọi người. Đó, 4 triệu cái số 12.
Tiếp theo cái số 13, cái 13 lên cho mọi người vẫn là một cái cần của hãng nội địa. Thì cái này một con hãng của hãng Smith mọi người, Smith hãng nội địa. Thì cái này một cái cần một khúc đó. Thì cái này nó dài là 1m62 nha anh em, dài 1m62, foil là foil carbon carbon. Đây anh em nhìn thông số này, thông số khá là khủng. Thì cái này nó dít mát là của nó là 280g, rắc mát của nó góc 12, góc 45 độ sẽ là 12kg và góc 90 độ sẽ là 6kg. Phen xít, phen đề 340, phen xít, phen bớm, càng rất là đẹp. Khó cái là cây này một khúc nha mọi người, càng một khúc nha, phen không che ra được. Thôi đi. Thì cái này nó nặng là 275g, đọt 2 ly 3. Giá công khai cây số 13, giá là 4 triệu nha mọi người, 4 triệu cây số 13. Cần cũng rất là chắc. Tiếp theo cây 14. Cái số 14 lên cho mọi người là một cây hàng của thương hiệu Hot. Đây, một thương hiệu khá là tiếng của Nhật. Một cây hàng Hot. Thì cây này dài 1m89. Dít mát của nó là 230g, tải bia mát của nó là từ 3 đến bia số 6. Cái này được sản xuất tại Nhật nha mọi người, main xe bên còn tối luôn. Thì cái này nó có xuất sắc chỗ này nè, xuất sắc chỗ này đó, tất cả còn lại là đẹp keng đó. Bát tà bát Fuji tam hoàng nè, chỗ này cái cán cầm nó làm sàn sù dễ cầm nè đó. Đây tên của em ở đây đó, tổng số pen là pen xít nha mọi người, pen xít. Cái này thì không chạy đâu khóc, coi rất là đẹp. Cái này anh em nào mà dứt dặn săn cá khủng á, dứt về khó cái là cái này nó chỉ một khúc thôi đó, càng tương đối cứng nhá. Thì cái này nặng là 243g, đọt 2 ly 8, dài 1m98, thông số sắp tới đọc rồi. Giá công khai cái số 14, giá là 3 triệu 5 nha mọi người, 3 triệu 5 cái số 14. Tiếp theo cái số 15, cái số 15 lên cho mọi người là một cây cần của Majorgrab. Thì cái một cây cần hàng Majorgrab, tên của nó là Alexander đó. Thì dòng Alexander này một cái dòng cần phen của nó là phen titan nha mọi người, phen titan Bata Bat Pussy đó. Một cái chiên người trụ dít rất là nhỏ gọn, phen titan nhé, phen titan sheet rất là xịn luôn. Cần này nhìn vô rất là nhỏ gọn luôn mọi người đó. Người đánh thoải mái luôn, tất cả phen là phen titan hết. Buông nó đây, nó lại chữ T nè đó. Rất là ok. Thì cái này vẫn là một cây cần một khúc nha mọi người, vẫn là một cây cần một khúc. Thì cái này dài 1m72, nặng là 174g, đọt 2 ly. Rồi thì cái này nó tải mát từ 6 đến 120g đó, dít ạ, dít từ 60 đến 120g, tải dây bia từ bia số 1 đến bia số 3. Giá công khai cái số 15, giá là 3 triệu nha mọi người đó, 3 triệu cái số 15. Rồi giá tổng cộng 15 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt, đây là shop số thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.